Rồi shop đồ có Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho anh em ba con máy ha, ba con máy đã qua sử dụng nha. Thì shop sẽ giới thiệu từng con nha, ba con máy. Thì giờ bây giờ sẽ shop sẽ giới thiệu con Olympic ha. Rồi giá trên đây là giá chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship là đồng giá 30k, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha nè. Thì đầu tiên shop sẽ giới thiệu cho anh em là một con là con vai tò nha. Mấy con quay 808 ha, quay 808 con này size 20, size con này khoảng 22 trên 20 ngàn nha anh em. Cước số 20 là vô 180 m ha, cước số 18 là vô 200 m đó. Tại con này size tầm khoảng 21 ngàn, 22 ngàn nha anh em. Con này rất là to nha, con này nặng là 1 kg nha anh em, 1 kg là 20 g nè đó. Ratio của nó là con cái dòng quay này là 3.2 đó, con này có cốt trợ lực nha anh em. Đây, những con lớn lớn này là có cốt trợ lực, đều có cốt trợ lực hết nha này. Đó. Mobin là mobin sống nha này. Mobin là mobin sống. Sao cái này nó không có kêu nha này. Để con ốc này nó bị lỏng này nè, nó sắp sẽ dặn lại cho anh em. Nha. Chung là vô đó. Thế nào mà anh em bỏ vô mà kêu dặn nghe cốp cốp vậy đó là mới ok nha. Mô bin là mô bin sống nha. Rồi giặt cước ok nha nè. Đó. Con lăn nè, con lăn xây đàng hoàng nha nè, con lăn xây nha ha. Đó. Tay quay thì đổi trái phải nha nè, tay quay đổi trái phải, anh em được đổi bên tay phải thì anh em dặn nút này qua đổi qua thôi. Nó tay trái thì nó sẵn tay trái ha. Đó. Rồi thì thông số con này là shop đã nói cho anh em đó là không sai trên 20.000 nha anh em, nó nặng ký. Rồi con này ngoại hình nói chung đã qua sử dụng thì ngoại hình nó có trầy ha, nó có trầy, nó có bong tróc, nhưng mà hoạt động rất là ok nha này. Đó. Hoạt động rất ok đó, nên ngoại hình nó cũng hơi xấu đó, nó không có đẹp như cái máy những máy mới thì thôi shop sẽ bán rẻ cho anh em luôn đó, để cho anh em xài nha. Chúng là lô hàng nào giá rẻ thì shop sẽ để cho anh em. Thì con này shop bán cho anh em còn một con này 1,1 triệu nha. Đó, 1,1 triệu, anh em nào ok thì cứ chốt ha, chốt qua số Zalo nha. 0769390039. Đó, con số 1 nha. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con Milanmat ha. Milanmat 9000 nha anh em. Đó, Milan bay đai hoa nha. Cái này hoạt động cũng rất là ok nè, rất là mượt nha, rất là mượt. Mô pin là mô pin sống. Và cứ ok nha. Đó. Con lăn là con lăn có trợ lực nha nè, con lăn có trợ lực. Sai con này tới 18 ngàn. Cước số 18 là vô 140 m nè, cước số 17, cước số 16 là 170 m. Made in Japan nha. Đó, cốt trợ lực nha nè, cốt trợ lực. Đây, cốc trợ lực nha nè. Đó. Con Milanmat này là chung là lâu lâu mới có hàng nha nè. Đó. Ratio của nó là 3.1 ha. À, có 3 bọc đạn nha, có 3 bọc đạn nha nè. Đó. Chung mấy cái tem của cái tay quay thì cái tem nó cũng bị mất nha nè. Đó. Tay quay thì đổi trái phải được nha, anh em đổi tay trái, tay phải thì dẫn nút rồi qua thôi nha nè. Made in Japan. Đó. Máy hoạt động rất ok. Đây. Có cái chế độ tắt tiếng luôn nha nè. Tắt tiếng nè, mở tiếng nè. Máy hoạt động rất là ok. Thì ngoại hình con này thì có chạy xước nha. Có bong tróc. Đó. Có bong tróc. Không được đẹp lắm. Bán rẻ cho anh em luôn. Con này bán là chung là không bớt nha nè. Giá là giá chưa ship 1.150.000 nha, 1.150.000 con số 2 nha anh em. Nem để ý nha, số 2 nó cước cước màu tím nha. Đó, chung là cước hai máy nha nè, con số 2. Rồi, tiếp theo là con số 3. Con số 3 của ẩn là con Milanmat nha, con Milanmat 9000, size cũng 18000 nha nè.
mô bin là mô bin sống ha, trả cước ok. Con lăn xoay đàng hoàng nha này, nó con lăn trợ lực ha, mắt in cho bằng. Ba mặt đạn ratio cũng là 3.1 ha, 3.1. Thì cái con Milan Mát Mát này nó mắc nó nặng thì nó nặng là 900 gram nha này, nặng 900 gram nha. Đó. Nặng 900 gram là size 18 ngàn nha. Đó, chế độ đồ độ ok hết trơn, full chức năng nha này. Đó, tắt tiếng này, quay nè. Im gu luôn nè. Ngoại hình cũng có bong tróc ha, cũng có bong tróc. Đó. Mà được cái là hoạt động ok ha. Đó, con này bán cũng cho anh em là bán giá 1.150.000 nha, con số 3. Con số 3 thì cái cước nó cước màu trắng nha này, nó cước số 3 là con số 3 là cước màu trắng. Đó. Thì anh em thấy con nào ok chốt trước thì anh em cứ chốt ha. Đó, ba con điều đầu ạ. Hàng này đã qua sử dụng nha này, hàng này là hàng đã qua sử dụng đó, anh em thấy ok thì cứ anh em chốt qua số Zalo của shop nha, số 0769390039, shop có để trên cái màn hình hoặc là cái bài đăng nha anh em. Đó. Anh em cứ inbox và anh em gửi địa chỉ thì shop sẽ gửi cho anh em nha. Nó ship phí ship là đồng giá 30k nha. Đó, chung là máy này là rất hiếm nha anh em. Con quay 88 nè. Chung là bán giá này cũng hơi bèo đó anh em. Thì anh em tranh thủ nha. Giá này gái bèo mà xài ngon. Anh em mà không ngoại hình, anh em không có chú trọng ngoại hình thì cứ mua con này ha, rất là ok nha. Rồi. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Đó, chúc anh em có một ngày đi câu thật nhiều cá nha. Rồi tạm biệt anh em.